Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Như các bạn cũng đã biết thì trong thời gian vừa qua tôi có đăng khoe ở trên Facebook là tôi mới vừa mua được một cái máy chơi game rất là xịn mấy bạn ạ. Đấy, và cái máy chơi game này là tôi với Sammy góp tiền vào mua chung với nhau, đúng không Sam? Đúng rồi. Đó, chính vì như vậy cho nên là tôi với Sam đang dùng chung cái con máy chơi game này. Và Sammy bảo tôi là: Phong ơi, tôi thích con máy chơi game này quá, hay là ông mua con máy mới đi. Sau đó tôi nghĩ là kiểu, ủa chị kỳ ta, tính ra cái máy này mình mua chung mà bây giờ Sammy thích thì sao giờ ta. Cho nên tôi đang nghĩ, bây giờ chúng ta sẽ làm ra một cái mini game. Nếu như ai thắng thì sẽ được con máy này luôn, hiểu không? Ủa, được, ok, chơi luôn. Ok, chơi luôn nha. Rồi, vô. Và cái game đầu tiên chúng ta chơi sẽ là game Gambit nha các bạn nha. Ok, nói chung là hôm nay chúng ta sẽ chơi 3 game nha các bạn, để coi ai sẽ giành được nhiều điểm hơn nè. Rồi, game đầu tiên, Sammy à. Sammy là con cá mập đúng không? Nhảy vô đây solo không? Sam đấm phong hả? Đấm phong hả Sam? Sam đấm phong Sam? Sam đấm phong Sam? Ok, khinh Sam lên. Trời, xuống dưới. Ủa, sao nó không di chuyển? Sao con dân vật tôi không di chuyển? À, nó di chuyển rồi nè. Trời, xuống dưới nè. Ui, xuống dưới tôi luôn. Bỏ cái đầu tôi ra. Sao bị bỏ đầu tôi ra? No. Leo lên lại đi, leo lại đi, leo lại đi, leo lại đi. Ủa, no. Một điểm đầu tiên dành cho Sammy. Quá là đơn giản luôn chứ. Ai được 3 điểm đầu tiên là người đó thắng đó. Ok. Ok, dễ. Rồi, vô okay. Tiếp trận số 2. Nhào vô đây Sam ơi. Tôi là tôi không có tha cho. Ồ, cái gì cây đây? Tôi lại luôn á. Ôi trời ơi. Không sao, không sao. Vẫn còn cơ hội bạn ơi, vẫn còn trận cuối không sao, Ôi, trận này nhất định tôi phải thắng. Trận này nhất định tôi phải thắng mấy bạn ơi. Tôi mà thua nữa là tôi thua luôn đó mấy bạn. Ây da, trời sao vừa vô tôi bị đấm ngất xỉu rồi. Bỏ ra, bỏ tôi ra. Sammy bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Ây da, sao mà tôi dễ ngất xỉu vậy nữa không Sammy, bỏ tôi ra. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Bỏ ra, hiểu không, hiểu không, hiểu không. Hiểu không, xuống dưới đi, xuống dưới đi. Sam xuống dưới đi. Dạ, tôi thắng rồi nha. Tôi thắng rồi nha. Yeah. Sao, sao, thắng, thắng, thắng. Ôi, đau tim quá các bạn ơi. Không sao cả, không sao cả. Chúng ta còn cơ hội mà. Hay cho ông thôi. Nãy đó tôi chỉ vô tình thôi. Vô tình đấy hả? À? Ok, tiếp, 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 tiếp. Vô tình nè, vô tình nè, vô tình. Vô tình nè, vô tình hả Sam? Hả Sam? Vô tình hả Sam? Thả mà xuống dưới. Ây da, bỏ tôi ra. 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 Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Đấm mà nè, đấm mà nè. Ủa? Ủa? Yeah. Cái này bay được mà. Cái này bay được. Quên, cái này bay được. Bơi. Đấm sam nè, ngất xỉu chưa? Đấm nè. Ôi. Hòa, trận này hòa bạn ơi. Trời ơi, tôi mà thua Sam thêm một trận nữa tôi thua luôn đó mấy bạn ơi. Điểm thôi, mình sẽ thắng. Ồ, rực lửa. Tụi mình đều lửa. Nhào vô đây. Ây da. Trời ơi, sao tôi cứ bị Sam đấm một cái tôi ngất vậy ta. Đấm. Bỏ tôi ra. Mà cười cái gì? Bỏ tôi ra. Trận quyết định là đấu đấu trên khán đài nha các bạn nha. Ok.
người yêu là tôi tha nha. Đừng có tưởng là người yêu là tôi sẽ tha nha. Xuống dưới. Ôi trời ơi, không xuống. Đấm nè, đấm nè, đấm nè. Xuống dưới. Điểm ở trong game đầu tiên nha các bạn nha. Rồi, chúng ta đến với game thứ hai. Let's go. Và game tiếp theo chúng ta sẽ chơi đó chính là game Ghost Rider nha các bạn nha. Đua xe. Ok, Sammy sẵn sàng chứ Sam? Sẵn sàng. Sẵn sàng đúng không? Ok. Rồi, nãy là tôi thắng Sam được cái game Gambit rồi nha. Cho nên game này Sam mà thua nữa là Sam thua luôn nha Sam. Ok, cái gì mà đường tình anh thua nhưng đừng đua anh chấp. Đó nghe chưa, nghe chưa? Ghê vậy đúng hả, ghê vậy đúng hả? Tôi biết cái tử đó gì sao, nghe quay rồi, nhưng mà vậy đó. Vô nè, let's go. Bé heo dễ thương vợ. Tôi là tôi không có thua Sam được đâu Sam ơi. Rồi. Đứng lại đó Sam ơi. À có khiên luôn hả? Đứng lên. Có khiên không? Có khiên không? Trời có một khiên thì làm sao? Người để hai con bom. Trời ơi, giấu hai con bom. Có hai khiên thì làm sao mà né được? Không có khiên. Ồ vậy hả? Để coi em còn khiên không? 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 Sammy à, Sammy đang ở đâu vậy hả? Tôi đang đi, tôi rất là bình tĩnh, tôi chắc là thằng người thắng. À chắc chắn là người thắng hả? Thắng hả? Thắng không? Ủa? Có khiên hả? Ghê vậy? Thứ hai khiên. Giỡn đùa gì? Sợ ơi trời ơi. Sammy đùa kinh quá nhờ. Chạy xa ơi là xa luôn rồi bạn ơi. Bạn xa ơi. Xa chứ sao? Đúng khiên luôn bạn. Trời ơi giỡn đùa. Trời tôi không có vũ khí nào mà phải chống lại Sam được lúc này hết vậy. Chứ sao? Không làm gì tôi. Mình làm gì tôi. Không làm gì tôi. Thì coi không làm được gì. À làm được gì hả? Làm cái này à Sam? Làm gì không? Ủa có khiên hả? Nhiều khiên vậy? Chứ sao? No, okay. Bắn hụt rồi. Lên lửa nè Sam. Sam xét nè Sam ơi. Phong vượt qua nha Sam ơi. Phong là Phong đã thắng Sam được trận đầu tiên, trận Gambit rồi. Cho nên trận này Sam thua nó là thua luôn nha Sam. Cái máy chơi game là của Phong. Cái máy chơi game là của Phong. Phải là của tôi, em đừng có giỡn đùa. À vậy mà vượt qua được tôi luôn hả? Vượt không? Vượt không? Vượt không? Vẫn có khiên, vẫn có khiên. Có, kinh khủng, có khiên. Trời ơi, cân tài, cân sức quá. Hãy cho tôi khiên đi. À, hãy cho tôi khiên vậy, không có khiên đúng không? Không có khiên đúng không? Tôi đi trước nha. Không có khiên. Không chơi vậy, chơi kỹ mà. À, đích đến trước mặt rồi. Chúng ta cùng nhau thắng nào. Không đi đây Sam ơi. Không có khiên. Rồi, trận tiếp theo nè mấy bạn ơi. Vô nha. Ok. Let's go. Let's go. Chơi đụng xe liền. Nè Sam ơi, Sam không có đi trước Phong được đâu nha. Cho nên là Phong xin phép Phong đi trước đây, tạm biệt. Ôi trời, chưa ai biết được ai đâu bạn ơi. Bạn ơi. À, Phong có khiên. Ghê, bạn cũng ghê đấy. À, ghê. Cảm ơn Sam nha, cảm ơn Sam Khai, Sam Khai Phong nha. Phong đi trước đây Sam ơi. Có gì quá ta. Không có vũ khí gì để đánh Phong đúng không? Ờ, ok. Phong ơi, tất nhiên có chứ sao không? Phong cũng có nè Sam ơi. Nghĩ sao vậy? Trời ơi, bong bóng đó nó không chặn được Sam mấy bạn ơi, cay thiệt. Nè Sam ơi, ăn cái quả bong bóng nước của Phong nè. Rồi Phong đi trước nha Sam, tạm biệt. Okay, Sam. Phong. Okay, Phong có khiên. Ui vừa lụm được cái khiên luôn, mày thiệt. Oh my god. Mình biết cách đổi chiêu bạn ơi, đổi chiêu sao vậy? Phong đi trước đây Sam ơi, tạm biệt Sam nha. Chắc Phong xe đi đây. Ui, cái gì vậy? 500 hả? Ui. Cảm ơn. Trời ơi, cay á nha. Sammy có 500, Sammy hút mình lại bạn ơi. Cảm ơn không? Cảm ơn. Okay. Làm ơn, cho tôi cái gì đó xinh xinh tí. Được. Rồi, đi châu. Chạy lên nè Phong ơi. Không, chơi trên đi châu. Vượt qua Sammy rồi. Cảm ơn Sam nha, Phong đi trước đây. Ui, no. Có đi trước, tuyệt vời. Tuyệt vời. Trời ơi, Phong
em đua xe này á là chúng ta đua 3 trận đúng không Sam? Ok, 3 trận, 3 trận. Đua 3 trận nhưng mà Phong lỡ thắng 2 trận rồi, đúng không? Là coi như Phong thắng luôn rồi, nhưng mà thôi không sao. Ủa? Cả. Bởi vì Sammy là con gái cho nên Phong sẽ nhường cho Sam bằng cách cho Sam một trận cuối cùng để quyết định. Nếu như Sam thắng á thì coi như là hòa, còn nếu như mà Sam thua nữa là Sam thua luôn, chịu không? Ok, chơi luôn. Rồi, okay. Ok, cái này là mình nhường cho Sam nha bạn. Các bạn đừng bảo là mình ăn hiếp Sam nha. Cái này tôi nhường cho Sam cỡ đó rồi đó nha các bạn. Ok, vô nè. Right, vô. Let's go, let's go. Ủa, bằng màn này hả? Vô, đúng rồi, dẫn màn này luôn cho nó dễ đua. Rồi, đi trước nè. Thôi, trời ơi, tính ra là chúng ta thắng được 2 trận đầu tiên là chúng ta tự tin nữa bạn ơi. Cho nên Sammy không thắng được trận này đâu. Đúng không Sam? Nè, dừng lại đi Sam. Ok, tôi đâu có gì đâu. Rồi vậy ta. Rồi ta, nè, khiêng không? Làm sao có khiêng được. Ôi. Ăn vỏ chuối nè. Ủa, hey. Không được kịp phong các bạn ơi. À, tôi không biết rằng là liệu rằng Sammy có thắng được hay không. Oh my god, sao vậy bạn ơi? Khó quá. Nhưng mà từ nãy tôi thấy Sammy có vẻ khóc hơi nhiều bạn ạ. Sammy miếu. À đây có khiên Sam ơi, Phong có khiên. Sam tính thắng không hả? Đê. Phong có khiên mà, làm sao Sam bắn không được. Đây chạy trước nha. Phong có khiên. Sam xét đâu, Sam xét đâu. Ây à. Tại sao mình lại trời ơi, cái pha đó tôi dùng chiêu xong tôi tự dính cho chiêu của tôi luôn các ơi. Bóng nước. Yeah. À. Tôi có khiên nhưng mà tôi không biết phải không? Vậy hả? Nhưng mà Phong đi trước mất tiêu rồi. Tạm biệt nha. Phong thắng luôn trận này là Phong win luôn nha. Mấy chơi game thuộc về Phong rồi Sam ơi. Lâu không ơi. Có làm gì đâu ông dùng khiên giống nổi. Tôi dùng để tôi lấy chiêu khác nè. Chiêu này nè. Chiêu gì nhờ? Gây. Làm cái này nè, chiêu nào chống lại đây không? Không có đúng không? Không có được. Rồi, có kia. Tên lửa. Qua được trời ơi. Tại vì tôi bà rồi thấy không đó, mặt khinh tôi đúng không? Khinh tôi đúng không? Sao giờ tôi thắng rồi. Không có khinh Sam đâu, Phong đang nhường Sam đó. Sam ơi thôi. Như lời tôi đã hứa thì coi như trận này là coi như tôi với Sam hòa. Rồi chúng ta cùng nhau đến với trận cuối cùng nào. Let's go. À không. Cho Sam thắng luôn đi. Ờ, vậy coi như là hòa nha bạn. Trận game cuối cùng nè. Giờ chúng ta sẽ chơi game cuối cùng và game này sẽ là game quyết định tôi với Sam ai sẽ thắng nè. Bắt đầu thôi. Rồi, ok bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi số 3 của chúng ta. Sẽ là trò Roblox nha bạn nha. Và bọn mình sẽ chơi trò chơi thời trang nha bạn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là chủ đề mặc skin nào đó càng dị, càng gọi là bựa, càng tốt. Đó, mà người ta chắc cho mình điểm cao mới hay, hiểu không? Dị hả? Đúng rồi. Sammy mặc mấy cái bộ đồ nhìn cho nó dị vô là được. Bình Đấy. Dương thì tôi khó quá nha. Tôi toàn mặc đẹp không mà. Bình Dương ha, từ bình tĩnh. Mặc đồ Bình Dương, ok. Tưởng Bình Dương tôi không biết mặc nha. Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng máu hề dữ lắm đùa gì trời. Để xem coi cái đầu nó cho nó dị nha bạn. Đây, để trở thành một người Bình Dương thì tôi sẽ chọn cho tôi một quả đầu như thế này. Đó, độc lạ chứ bạn. Một quả đầu cầu vồng, ok. Đội thêm cái đầu này vô nữa. Đó, là hai tóc luôn. Tôi chắc là tôi thôi. Bên kia cầu vồng tôi cũng sẽ cầu vồng cặp theo bên kia, nhưng tôi là phong cách khác các bạn hiểu không? Đó. Sau đó tôi sẽ chọn cho tôi một cái cơ bắp cơ cuồn cuộn như thế này nè bạn. Sau đó tôi sẽ nhộm cho tôi cái màu da của tôi màu đen thui thế này luôn. Đây. Để cho chúng ta có thể phối được một cái bộ skin nhìn thật là độc lạ. Độc lạ là mình cứ mặc đồ nó xấu là được rồi đúng không ta? Ôi. Đây, cái bộ đồ này có vẻ hợp lý nè. Đó, trời biến thành bộ xương luôn mấy ông ơi. Đấy, ok, mặc bộ đồ bộ xương cái này có vẻ được nè. Ồ, đây nè, bảy màu là mình sẽ mặc như con chích chòe các bạn ơi. Đó, cái gì bảy màu mình quấn lên người mình á các bạn ơi. Bây giờ thì tôi sẽ chọn cho tôi một cái khuôn mặt nào đó thật là bựa nha các bạn nha. Đây để tôi tìm có khuôn mặt nào nhìn nó bựa không ta. Đây khuôn mặt này được không? Khuôn mặt này nhìn chưa bựa lắm bạn ạ. Đi kiếm khuôn mặt khác. Đây có mấy cái khuôn mặt nhìn nó trang điểm make up như thế này nè bạn. Tôi sẽ chọn khuôn mặt này đi. À, nhìn nó bựa hơn các bạn ơi. Ok, được. Bây giờ chúng ta sẽ mặc đến món đồ khác. Tôi sẽ mặc cho tôi một cái cánh đây. Ok, cái cánh vô nhìn cho nó xịn sò. Rồi đeo cho thêm một cái sừng màu đen thế này nữa. Rồi. Ui, có cái mặt nạ hình con voi nè. Được.
Tôi sẽ đeo cái mặt nạ hình con dâu đi nha mấy ông. Trời ơi, skin của tôi giờ nhìn đúng bựa luôn mấy ông ơi. Hợp lý, hợp lý. Đấy, nhìn có vẻ là độc lạ bình dương rồi đó bạn ơi. Bây giờ là chọn cho tôi thêm một cái gì ấy, tôi cầm trên tay đi. Để kiếm coi có gì đó hợp lý cầm trên tay cho nhìn cho nó kiểu độc lạ nữa không ta. Để xem coi. Ở bên này là có mấy cái ly cà phê nè, máy chơi game nè. Ui, có cái máy chơi game nè. Được, cầm cái máy chơi game trên tay đi bạn. Để mình lấy vía mình sẽ được máy chơi game, bạn hiểu không? Đấy, Sammy đến đâu rồi Sam nha? Tôi là tôi nghĩ là tôi là độc lạ nhất trong cái chỗ này rồi. Không ai độc lạ bằng tôi rồi đó. Vậy luôn hả? Ok. Một tí nữa vào chấm điểm mấy bạn. Thì không cần biết là mình với Sam được top mấy. Chỉ cần biết là ai hơn điểm người kia là sẽ thắng. Sam hiểu không? Ok, nói về độc lạ là tôi là số 1 number 1 rồi hiểu không? Vậy hả? Bà dám là nói là bà độc lạ hơn cả tôi luôn hả? Chứ sao? Ông là cái gì? Ông là bình thường, ông là vui. Vậy luôn hả? Ok, ok. Rồi, chúng ta cùng nhau chấm điểm nào. Let's go. Let's go. Tan 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 tan. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là bộ trang phục của tôi. Một bộ trang phục mang cá tính vô cùng mạnh mẽ, kèm theo đó là một cái giòi con voi. Mặt voi, sừng trâu, cánh voi, rồi cái gì không mà cái gì không ra con người luôn. Đúng, phải như vậy chứ. Và tiếp theo chính là Sammy. Ủa? Ủa sao nhìn Sam giống tôi quá vậy ta? Không sao, tôi sẽ chấm cho Sam 5 điểm luôn. Hồi nãy Sam chấm tôi mấy điểm đó? 5 điểm nè, cái đầu tôi có gắn mấy quả chuối lên đầu thấy không? Ok. Tôi đó, ý đó, gắn mấy quả chuối lên đầu á, tôi nghĩ tôi bà rồi chắc rồi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả. Phong hay Sam sẽ là người được máy chơi game đây. Chính là... rồi. Tôi đã mất đi một cái máy chơi game của tôi rồi các bạn à. Nhưng mà không sao, có chơi có chịu nha các bạn nha. Ok, để tí nữa tôi đem cái máy này xuống dưới tôi đưa cho Sam. Buồn thật sự. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay mình với Sammy đã thi đấu xong rồi. Thì các bạn thấy video này như thế nào? Các bạn có thấy thích video này hay không? Đừng quên hãy bình luận xuống cho tôi biết nha. Và nếu như bạn nào muốn tôi sẽ tạo thêm nhiều những cái cuộc thi khác với lại mọi người trong Hero Team nữa thì đừng quên hãy bình luận cho tôi biết và nhấn nút like cái video để ủng hộ cho tôi nha mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Hello Team, Hello Team.